Ok, xin chào tất cả bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Thì trước mặt các bạn đây là Redmi 1 Pro running 0 ngày. Con này thì nó ra đêm hôm qua rồi. Chắc giờ này thì nó chạy được khoảng 2 vòng của nó rồi. Nó sẽ chạy vòng 3 giờ với app. À đâu. Nó sẽ chạy cái vòng 3 tiếng và 6 tiếng. Như mọi khi một cái vòng mà các bạn khá là thân thuộc 3 tiếng 6 tiếng này. Thì bây giờ nó đã chạy được xong rồi. Khi mình giới thiệu như này thì các bạn ấy bảo là ôi chạy xong hết vòng rồi sao bây giờ anh mới giới thiệu thế này thế kia. Thực ra là mình những cái quét ấy mình cũng không phải là mình nói như nào nhỉ, các bạn ở đây các bạn phải nhìn thấy là có rất nhiều bạn người Việt Nam chơi rồi, xong rồi có rất nhiều những bạn bảo là giời ơi. Nói chung là nó có những cái phương diện các bạn ấy nói như này. Không giới thiệu thì các bạn bảo là sao anh không giới thiệu rồi, hoặc là anh giới thiệu muộn thế, hoặc là giới thiệu thì chẳng may nó có chết đi chăng nữa thì lại bảo là thằng lừa đảo thế này thế kia. À, thực sự là nếu như một web, ví dụ con web này chẳng hạn, thì ngay đoạn đầu mình đã thấy cái thiết kế của nó có kém kém cái phần kém xinh thì mình đã cảm thấy là nó có vấn đề rồi. Hiện tại web thì đã bị pending rồi thì thực sự là khi nó ra thì nó cũng ít người chơi rồi thế này thế kia rồi. Nói chung là con này tai nạn thôi. Ok, thì bây giờ chúng ta thử đi xem web khác có rút được tiền không. À, ví dụ như con này chẳng hạn. Đây. Con này thì nó chạy cũng được mấy vòng rồi mà mình cũng không hiểu sao là các bạn ở đâu 2.52 vô phải nhỉ. Đây. Đấy, vẫn rút tiền được một cách bình thường, không hiểu sao các bạn chỉ trích gì mình ở cái con web đấy nhỉ. Con này thì đúng, con này thì bị chơi chết, nhưng mà con này ngay cái giao diện ngoài mình đã không thích. Ngày hôm nay cái con này này mình sẽ kỳ vọng nó giống như con này nhưng mà không phải 10 giờ, nó có vòng 3 giờ 6 giờ. Đây mình vào thêm 1 đô nữa thì mình không hiểu là các bạn chỉ trích gì ở một con web mà đang rút tiền và thanh toán một cách bình thường nhỉ chị. Hay là khi các bạn live stream ý, thì khi các bạn xem live stream của mình ý, thì các bạn sẽ thấy có một thằng nó công khai ở không khai ở muốn dìm muốn làm xấu đại khái là nó công khai luôn. Nếu như các bạn chịu khó nhìn thì đến cái buổi live stream tối của mình ý, ở phần mô tả chữ ký này thì nó có những cái người họ có thằng nó công khai luôn nhá, công khai công khai là nó sẽ chỉ ngồi. Ôi mày bending rồi à, cái thể loại này chẳng may nó bending thì cũng chưa sợ lắm đâu, vì con thể loại này nó sẽ ngồi công khai với mình luôn, là nó sẽ công khai kiểu như là công khai chơi xấu ấy. Đấy, nhưng mà nhưng mà cái việc mà nó chơi xấu là chuyện bình thường mà. Thực ra nếu như mình không giới thiệu những cái quét này thì cũng sẽ có người khác giới thiệu. Đấy, con này vẫn rút tiền được phải tường này. À, con này rút phải rồi. Cho con này nào. Con này hình như bị bending rồi. Con này vứt vào tầng này tiền. Con này thử 1 đô xem nó có về không. Nếu không thì mình sẽ tái đầu tư. Không về rồi. Đen quá. Những con quét này mình không giới thiệu cho các bạn thì các bạn cũng đã chơi trước rồi. Mình không giới thiệu thì cũng sẽ có người khác giới thiệu. Thật sự luôn, con này thì để như này thì chúng ta bài lần. Mình để đây vứt sau. Tiếp bộ web min 5 đô chúng ta có những cái web nào?
Mình không biết mình có hy vọng đây. Đó, con Golden Hà Nội thì là sẽ là con Golden Hà Nội này thì nó sẽ giống như con quét ngày hôm nay. Thì cái con Golden Hà Nội này mình cũng giới thiệu sau, bởi vì nó brand 3 giờ 6 giờ, nó cũng là tầm này mình mới bắt đầu mới giới thiệu, mặc dù nó chạy từ tối hôm qua. À tối, ví dụ con này nhá, đây là running 2 ngày thì nó đã chết. Thì con này running, con hôm nay mình giới thiệu cho các bạn thì là running 1 ngày. Đây 2.69 là bending rồi, nó cứ loát lại là nào ta. Đấy, bending rồi. Thì cái con đây, con này hôm nay giới thiệu cho các bạn thì nó được quy mô là tương tự như con vừa rồi. Nó sẽ có plan tương tự như con vừa rồi và đảm bảo yếu tố thay thế. Thì dự kiến thì nó cũng chỉ chạy được giống như con vừa rồi thôi, 2 ngày. Chưa đến 2 ngày đâu, hơn ngày thôi. Nhưng mà như thế là cũng quá là ok rồi, bởi vì nó vòng là vòng 3 giờ và vòng 6 giờ. Nói chung là dạo gần đây cũng có rất nhiều bạn là nói này nói nọ, nhưng thực ra là khen cũng có, được tiền thì các ông sướng không? Được, không được tiền thì các ông quay ra chửi không? Thì về cá nhân mình thì mình cứ làm theo cách của mình thôi. Mình cũng không phải tham khảo ý kiến ai cả, mà mình cũng không cần phải mình cũng không cần phải nghe những cái lời nói thị phi làm gì cho mất việc, bởi vì chung quy là nếu như mình nghe những lời nói như vậy thì chẳng lẽ người mình lại sợ. Và thêm nữa là nếu như mà làm theo ý kiến của người khác thì coi như là mình là người khác à, chứ không phải là mình à. Thế nên là cứ chơi thôi. Còn các bạn có quyền không chơi hiểu không? Ở đây chúng ta sẽ cũng giống hệt như là cái con web Golden Hà Nội tương tự. Thì vòng 3 giờ và vòng 6 giờ thì cũng đã qua rồi. Tất cả các bạn cũng đã rút tiền rồi. Thì bây giờ mình sẽ chơi tiếp. Nó sẽ được lựa chọn là tương tự như con Golden Hà Nội. Đấy. Cái cũng là gold, con 7 gold thôi. Okay. Thì vẫn như con Golden Hà Nội, mình sẽ tấn công ở vòng 3 giờ đầu tiên. Chúng ta sẽ, thực ra đây là cái vòng đầu thì chúng ta sẽ chơi theo kiểu là thăm dò. Thực ra thăm dò xong rồi nhưng mà tốt nhất là nếu như các bạn mới chơi đây, đánh vòng 3 giờ và 6 giờ như này, hết những con Golden Hà Nội thôi, đánh khoảng 1 ngày thì bỏ. Hơn nữa, Hà Nội nó running 1 ngày đấy, đánh 1 ngày mà bỏ. Thì khi được đủ 1 ngày thì đây, ấn tiếp luôn. Thì thực ra khi mình đã làm video như này là mình đã bỏ tiền trước để cho các bạn nhìn thấy xem là tiền nó có vào không. Nhiều con web ấy, khi đầu tư vào ấy, tiền nó còn không vào cơ. Đấy, thế mà vẫn bị chỉ trích, đúng không? Vứt tiền trước nhưng vẫn bị chỉ trích, vứt tiền sau cũng bị chỉ trích, kiểu gì cũng bị chỉ trích. Đơn ra là về cá nhân mình thấy là mình cứ làm theo ý của mình thôi, còn quyết định đầu tư hay không là ở phía các bạn nhé. Mình cũng không, cái này mình nói nhiều rồi, mình cũng không thể nào thay các bạn quyết định được. À, giống như kiểu là bây giờ các bạn cứ hỏi anh ấy em yêu con này được không, mình không thể quyết định được cái được hay không ở trong cái việc yêu con này được không. Bạn không bảo mình lên giường với nó được thì mình sẽ suy nghĩ, chứ còn yêu hay không thì là việc của bạn. Ok, cảm ơn tất cả các bạn.